Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với phần 2 của tập Ngắm nhan sắc tuyệt trần của 10 mỹ nhân Việt xưa. Những tuyệt sắc giai nhân không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo mà còn vì nét thanh tao, tài năng vẹn toàn. Cùng Phương Hà Cô tiếp tục chiêm ngưỡng nét đẹp của mỹ nhân Việt thời bấy giờ nhé. Việt Trinh, tên thật là Trần Việt Trinh, sinh năm 1972, là một nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng những năm đầu thập niên 1990 với các vai diễn trong Người đẹp Tây Đô, Ngọc trong đá. Không chỉ tài năng trên phim ảnh, cô còn sở hữu vẻ đẹp trong trẻo ngọt ngào với đôi mắt to tròn biết nói, làn da mịn màng, chiếc mũi cao, đôi môi đầy đặn và khuôn mặt bầu bĩnh tựa trăng tròn. Vào những năm 1980-1990, Việt Trinh là một trong những cái tên gây sóng gió ở nhiều rạp chiếu phim lúc bấy giờ. Năm 1996, phim truyền hình Người đẹp Tây Đô mà Việt Trinh thủ vai chính được công chiếu và đã gây tiếng vang lớn. Đây là một trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất của Việt Nam và cũng là bộ phim gắn liền với tên tuổi người đẹp ảnh lịch. Hình ảnh của Việt Trinh xuất hiện ở khắp nơi, trong mỗi gia đình và theo chân các em bé đến trường. Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nữ diễn viên có đôi mắt trầm buồn dường như đã tìm lại sự cân bằng qua các hoạt động từ thiện và quay trở lại nghệ thuật trong vai trò một đạo diễn, diễn viên. Giờ đây người ta thấy Việt Trinh sống lặng lẽ hơn, điềm đạm hơn, quan sát nhiều hơn. Cô là một bà mẹ đơn thân, nuôi con một mình và sùng bái đạo Phật. Với Việt Trinh, bình yên trong tâm hồn chính là niềm khao khát vô biên. Bạch Thược tuy không phải là diễn viên hay ngôi sao, nhưng cô được nhắc đến là mỹ nhân đình đám của đất Hà Thành. Vẻ đẹp của Bạch Thược nức tiếng gần xa vì quá thanh tú và mỹ miều. Ở cô toát lên sự thanh khiết, trong sáng khiến ai nhìn cũng say đắm. Đặc biệt đôi mắt buồn của mỹ nhân này khiến người nhìn ấn tượng khó quên. Bà Bạch Thược sinh năm 1935 tại phố Ngõ Tram, Phùng Hưng. Gia đình bà có 4 chị em, nhưng bà lại là người có nhan sắc đẹp nổi bật hơn cả. Bố của bà là cụ Phạm Hữu Ninh, chính là người sáng lập ra trường tư thục đầu tiên của người Việt mang tên Thăng Long. Bạch Thược rất được bố mẹ cưng chiều, không bị ép buộc phải sống theo khuôn phép cũ. Bà thích mặc quần áo con trai, chơi đánh bi, đánh đáo và không hề biết đến thêu thùa nấu ăn như nhiều thiếu nữ Hà Nội xưa. Ở độ tuổi thanh xuân, bà Bạch Thược sở hữu nhan sắc thuần khiết, thanh tao giống như loài hoa quý bà được đặt tên. Khi đó không biết bao nhiêu chàng trai phải si mê, say đắm người con gái xinh đẹp này. Lớn lên được vào học trường Tây và tham gia vào phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên Hà Nội, Bạch Thược ngày càng chứng tỏ được sự thông tuệ của mình. Bạch Thược lại có năng khiếu văn nghệ, bà tham gia diễn nhiều vở kịch của trường như Quán Thăng Long, Lý Triều Hoàng nên càng được nhiều người biết đến. Tuy đã 85 tuổi, nhưng nét đẹp sắc sảo mặn mà, đài các của người con gái Hà Thành vẫn còn đậm nét trên gương mặt bà. Hoa hậu cải lương Mộng Tuyền luôn được nhắc đến như một biểu tượng nhan sắc mẫu mực của thập niên 90. Bà sở hữu nét mặt đằm thắm, dịu dàng, thân hình thon gọn, phong thái thanh lịch quý phái và giọng ca ngọt ngào hiếm có khó tìm. Nghệ sĩ Mộng Tuyền tên thật là Huỳnh Thị Kim Loan, sinh năm 1947 tại Cần Thơ. Ban đầu khi đi hát cải lương, bà lấy tên Kim Loan, nhưng vì trùng với một ca sĩ trẻ thời gian đó nên bà đổi lại nghệ danh. Nói về Mộng Tuyền, soạn giả Nguyễn Phương, người đã góp phần đưa Mộng Tuyền tỏa sáng, đã dành cho bà nhiều mỹ từ. Theo ông, Mộng Tuyền là một nữ nghệ sĩ tài sắc, đẹp một cách tự nhiên. Với phong cách dịu hiền của người phụ nữ miền sông nước Hậu Giang, Mộng Tuyền chẳng những chinh phục được sự ái mộ nồng nhiệt của khán giả bốn phương mà còn nhận được thương yêu chân tình của các thế hệ nghệ sĩ đứng chung trên sân khấu. Xuất hiện lần đầu tiên trên màn bạc trong bộ phim hành động 11:30 của đạo diễn Lê Hoàng Hoa, nhan sắc của Mộng Tuyền đã tạo được dấu ấn đặc biệt. Chỉ sau lần chạm ngõ ấy, cô gái sở hữu vẻ đẹp dạng người, tươi tắn đã nhận được sự yêu mến ngưỡng mộ của công chúng. Ngay lập tức bà được người ta trao cho những mỹ từ để ca tụng là mỹ nhân nức tiếng của Sài Gòn lúc bấy giờ. Không chỉ thành công ở sân khấu cải lương, màn ảnh rộng, Mộng Tuyền còn là một trong những giọng ca tân cổ giao duyên ăn khách nhất. Tuy là một bóng hồng hương sắc, nhưng nữ nghệ sĩ Mộng Tuyền kém may mắn trong đường tình duyên. Sau nhiều lần đổ vỡ hôn nhân, giờ bà đang định cư tại Úc với người chồng hiện tại. Bà vẫn thường xuyên về Việt Nam để làm từ thiện, đóng phim hay thực hiện các album tân nhạc.
Nói về vẻ đẹp của con gái Hà Nội xưa, người dân Hà Thành thường nhắc đến tứ đại mỹ nhân là cô Phượng Hàng Ngang, cô Xíu Cột Cờ, cô Nga Hàng Gai và cô Bính Hàng Đẫy. Họ là những nhan sắc nổi tiếng làm mê đắm nhiều chàng trai đương thời, trong đó thiếu nữ Đỗ Thị Bính, sinh năm 1915, ở phố Hàng Đẫy, nay là phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội, là nhân vật được chú ý hơn cả. Đỗ Thị Bính là con gái của nhà tư sản Đỗ Lợi, một trong những người giàu nhất Hà Nội trước năm 1930. Bà Bùi Thị Mai, con gái ruột của người đẹp Đỗ Thị Bính kể, mẹ tôi dáng cao, da trắng hồng, bà thường mặc đồ đen như một sở thích và cũng bởi trang phục màu đen tôn lên làn da trắng của bà khiến bà vừa bí ẩn vừa cuốn hút. Có lẽ đó cũng là lý do để người đời gọi bà là người đàn bà áo đen. Người đẹp Tràng An còn có sở thích đọc tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết Pháp. Đến tận khi mẹ tôi đã ngoài 70, sở thích đọc tiểu thuyết của bà vẫn không thay đổi. Bà thường ra hiệu sách mượn về đọc đến quên ăn quên ngủ, bà Mai kể về mẹ. Thời bấy giờ, nhan sắc cô Bính thu hút được bao ánh nhìn của các công tử, nhưng không ai lọt nổi vào mắt xanh của người đẹp. Duy chỉ có một thi nhân là nhà thơ đa tài Nguyễn Nhược Pháp. Thế nhưng mối tình đầu câm nín của họ lại không có kết thúc tốt đẹp. Giải thoại kể lại rằng, ông Nguyễn Nhược Pháp khi đó công tác ở một tòa soạn báo gần nhà cô Bính, luôn mượn cớ đi qua ngôi nhà ở phố Hàng Đẫy chỉ để ngắm nhìn người đẹp. Những khi cô Bính chưa xuất hiện, ông phải đợi cho đến lúc nhìn thấy mỹ nhân mới chịu rời đi. Trong nhiều tác phẩm của ông Pháp còn vương vấn bóng hình của giai nhân Tràng An, ví như một số câu thơ trích từ tác phẩm Sơn Tinh Thủy Tinh của Nguyễn Nhược Pháp như sau: tóc xanh viền má hay hay đỏ, miệng nàng bé thắm như san hô, tay ngà trắng nõn hai chân nhỏ, mê nàng bao nhiêu người làm thơ. Nhắc tới Tiana Thanh Nga, người ta sẽ nhớ ngay đến hình ảnh cô đạo diễn người Mỹ gốc Việt với tình yêu Việt Nam sâu đậm. Tiana Thanh Nga là nữ diễn viên, đạo diễn nổi tiếng tại Hollywood, sinh năm 1951, trong một gia đình quan chức cao cấp của chính quyền Sài Gòn cũ. Lên 5 tuổi, cô đã theo gia đình sang định cư tại Mỹ. Năm 15 tuổi, cô bước chân vào ngành công nghiệp điện ảnh khi theo học võ thuật của huyền thoại Lý Tiểu Long và trở thành một trong những môn đệ đầu tiên của ông. Yêu mến và cảm phục cô học trò nhỏ giàu nghị lực, Lý Tiểu Long đã giới thiệu Tiana với người bạn thân là nhà biên kịch nổi tiếng Sterling Sullivan. Sau đó, Tiana trở thành bạn đời của nhà biên kịch Hollywood, người từng có thiện cảm đặc biệt với Việt Nam và đã giúp đỡ rất nhiều để Tiana thực hiện ý nguyện làm những bộ phim về Việt Nam. Bộ phim đầu tay của cô có tựa đề From Hollywood to Hà Nội đã gây tiếng vang lớn không chỉ bởi được nhận giải thưởng danh giá tại Liên hoan phim năm 1993 mà còn được chiếu tại Nhà Trắng và được sử dụng làm tư liệu trong các thuyết trình về quan hệ Việt-Mỹ. Cô may mắn khi có người cha từng là học trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Quốc học Huế và cô cũng là người Mỹ đầu tiên bước chân vào nhà Đại tướng, được ông yêu mến, coi như con. Ngay sau khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, nữ đạo diễn Việt Kiều Thanh Nga đã lập tức quay trở về Việt Nam. Cô cũng không quên nhắc đến câu mà Đại tướng nói trong lần đầu gặp gỡ, con chim trước khi chết còn biết quay đầu về tổ. Câu nói này đã được Tiana khắc ghi khi giới thiệu về bộ phim Đại tướng và tôi, The General and Me. Dù đã ở độ tuổi gần 70, nhưng cô vẫn rất trẻ trung so với tuổi thực. Vẻ đẹp sắc sảo về trí tuệ và sự nhiệt huyết khiến năng lượng của cô lúc nào cũng làm cho người đối diện ngưỡng mộ. Nhớ đến cô là nhớ đến một người Mỹ yêu Việt Nam, muốn truyền bá lịch sử và con người Việt Nam ra thế giới. Hy vọng rằng 10 cái tên mỹ nhân Việt xưa mà mình đã giới thiệu sẽ là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ về những biểu tượng tài sắc vẹn toàn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và nhớ subscribe để ủng hộ Phương Aco trong những clip tiếp theo nhé!